Xin chào các bạn, mình có mua một ít cua snow crab, còn cái tên tiếng Việt là cua tuyết các bạn. Cái cua hôm nay mình mua cái càng rất là lớn luôn. Cua này người ta hấp sẵn rồi các bạn, mình mua về mình hấp lên ăn cũng ngon. Hôm nay thì mình chia sẻ, mình mua cua tuyết về mình lột lấy thịt nha các bạn, để mình làm món ăn giống như là mình làm chả cua ăn cơm tấm, hoặc là mình nấu súp cua các bạn ăn cũng ngon nữa. Mình lột thịt cua các bạn, mình lấy cái dĩa để mình đựng thịt cua, với cái kéo để mình cắt cái vỏ cua cho dễ các bạn, với cái đồ kẹp cua nè. Cua tiết á, nó dài nó lớn các bạn ha. Cái đợt này mình mua nhầm cái cua nó to nè, thịt cũng nhiều. Ồ, thịt không à, để mình kẹp nó. Thịt không các bạn. Càng cua thịt không à. Còn để mình coi cái ngoe coi có thịt không nha. Ăn cua tuyết các bạn, mình lấy cái kéo á, mình cắt nó dễ hơn, tại vì cái vỏ của cua tuyết á nó mỏng, nó mềm á các bạn. Chỉ có mấy cái càng á nó cứng thì mình lấy cái đầu mình bóp á, cái kẹp cua á. Cua này mà hấp lên chấm với muối chanh ớt cũng ngon, hoặc là muối ớt xanh hải sản, chấm hải sản các bạn là ngon hết ý luôn. Ăn cái gì chứ mà ăn hải sản ngon các bạn ha, dễ ăn. Mình lột lột cái thịt như vậy nè. Giống như mấy cái càng như vậy đó, thịt không à. Cái vỏ nó mỏng cái mình cũng dễ lột nữa các bạn. Rồi mình tiếp tục mình lột và lấy thịt cua ra nha các bạn. Cái này mình bẻ cái nó kéo nó ra luôn. Mình vuốt nó xuống, mình lấy cái thịt, mình bỏ cái dai dai này của nó các bạn. Cái mình con cua mình lấy cái kéo mình cắt các bạn. Nó mềm lắm, nó dễ lột. Rồi đây mình lấy cái ngoe con cua các bạn, cái đầu của nó nhọn nhọn á đó. Khi mình muốn khiều cua, thịt cua ra, cái mình lấy cái đầu nhọn nhọn này các bạn, mình lấy cái thịt ra cho nó nhanh. Hoặc là mình lấy cái ngoe này, ngoe này thì nó ngắn quá, mình lấy cái ngoe của cái càng á. Rồi cái mình cào
chờ cho nó ra cái thịt. Thì cái tiếp tục mình cũng làm vậy các bạn, nó dễ. Chịu khó mình lột lấy thịt cua gì này, rồi cái mình nấu ăn đồ, mình muốn làm món nó cũng dễ nữa. Cắt cái này ra, tần 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 tần. Cua này nó dễ lấy thịt. Rồi mình tiếp tục mình làm nữa nha các bạn. Mình đang lột cua, con gái nó muốn ăn nên đang làm nóng một hai miếng cho con gái nó ăn với muối ớt xanh chấm hải sản các bạn. Sẵn tay rồi mình lột cho con gái luôn. Mami đút con gái ăn nha. Dạ, ok. Chấm một chút muối ớt xanh. Rồi, ngon không? Ngon quá, chín càng chưa cua mami? Thịt không à các bạn? Ngon ha? Uh-huh. Thịt nó ngọt không? Dạ, ngọt, ngon lắm. Ừ, thêm nè. Nó thấy mình lột cua nó nói nó muốn ăn chút. Cho nên làm nóng cho nó hai cái ngoài hai cái càng cua. Mình cắt ra. Cái ngoài này cũng có thịt nè. Rồi đút con gái ăn nha. Mời các bạn. Ngon quá, kính thưa mami. Sẵn tay để mình làm luôn, mình lột luôn cho con nó ăn một chút. Thích không à? Wow, má bị chấm cho con gái ăn nữa nha. Dạ. Ngon quá. Dạ, ngon quá. Rồi tới mình ăn nha. Dạ, ăn thử nha. Thịt cua ngọt quá. Ngon quá các bạn. Wow. Rồi mình chia sẻ mình lột cua tới đây nha các bạn. Lát nữa mình lột tiếp tục. Mình chia sẻ lấy thịt cua ra đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My trên Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.